đang chia tay à mọi người? Đang chia tay thì vá. Vá nha mọi người, vá Thuyền. Vá Thuyền nha. Mọi người có đồng ý vá Thuyền không? Vậy nên vì muốn nói đạt hay cứ là đạt thôi, nhưng khi mệt mỏi đừng lo nhé vì đã có vì đây rồi, vì chẳng hứa mình sẽ hiểu được đạt đang nghĩ gì. Mình xin hứa dùng cả lý trí để lắng nghe, cố chấp nhất chính là vì quan trọng nhất chính là đạt. Dù mình cay vã chưa bao giờ mình cách xa nhau, là vì đạt chẳng nỡ xa, hay vì vì vẫn thiết tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá. Vô tư nhất chính là vì lo xa nhất chính là đạt. Mình cùng nhau đi quãng đường đời này trôi rất nhanh, đạt mang vì vào thế giới này, vì mang đạt trở về tuổi thơ. Cùng đi hết cuộc đời với nhau đầy mong mơ. Dù mình cay vã chưa bao giờ mình cách xa nhau, là vì đạt chẳng nỡ xa, hay vì vì vẫn thiết tha, hay vì mình còn thương nhau nhiều quá. Vô tư nhất chính là vì lo xa nhất chính là đạt. Mình cùng nhau đi quãng đường đời này trôi rất nhanh, đạt mang vì vào thế giới này, vì mang đạt trở về tuổi thơ. Mình cùng đi hết cuộc đời với nhau đầy mộng mơ. Bị ném tạ vẫn kệ thôi mọi người. Thank you, cảm ơn Ara. Cảm ơn mọi người tặng quà nha. Bị ném tạ thì vẫn cứ hát thôi mọi người ạ. Phải chịu biết làm nào. Mình hy sinh vì anh, vì chị chứ vì ai đâu, đúng không? May mắn thì có em. Cảm ơn Hương, cảm ơn mọi người. Mọi người follow Linh nha mọi người. Lại hát lại may mắn khi có em à? May mắn khi có Vi. Combo. Đúng rồi, chị Linh không sợ tạ. Mình vì anh, vì chị, mình nữa vì ai đâu. Thank you Ricky. Vidya, no. No good. TV. Thank you. Tiếp theo là bài gì mọi người? Thank you.